Có những cái câu trả lời khi mà chúng ta bắt đầu hình thành nên ở trong đầu ấy, nó sẽ thường bị gắn với những cái lập trình tâm trí mà chúng ta quen với. Thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta phải trở thành một người như thế này, phải có được sự thành đạt, phải có được những cái tố chất như thế này thì mình mới là một người có giá trị cho gia đình và cho xã hội. Hay là mình cần phải có sự phát triển, cần có sự tiến hóa cho bản thân mình thì mới là có giá trị. Còn nếu không phát triển, không tiến hóa là không có giá trị. Phát triển và tiến hóa là như thế nào? Chúng ta lại hay bị nhầm tưởng hay là gắn những cái lập trình tâm trí vào những cái định nghĩa này. Chúng ta sẽ cố gắng để đi tìm những cái khóa học, những cái cách thức để phát triển bản thân và cố gắng để tỉnh thức tâm linh, nghĩ rằng đó là cái con đường đến với cái giá trị của bản thân mình. Thế nhưng nếu chúng ta cứ đặt câu hỏi xem là đằng sau những cái gì mà chúng ta nghĩ rằng đó là giá trị đó thì rốt cục nó là gì? Và đến cuối cùng chúng ta sẽ đi đến một cái câu trả lời về cơ bản, đó là giá trị của mỗi người nằm ở cái sự hiện diện trong tổng thể, một cái sự an nhiên hài hòa trong tổng thể. Chỉ là cái con người này thôi, nhưng mà an nhiên hài hòa. Nếu chúng ta rất giàu có, chúng ta rất thành đạt, nhưng khi ở bên bố mẹ, bên người thân, bạn bè, chúng ta là một cái người rất cáu kỉnh, khó chịu, hạch sách, hách dịch, liệu họ có cảm thấy chúng ta là một người có giá trị hay không? Hay nếu như có một người là một người quét rác chẳng hạn, chúng ta gặp trên đường mỗi ngày, nhưng mỗi ngày họ nở một nụ cười với mình. Và có những ngày mà chúng ta rất là căng thẳng, mệt mỏi, quằn quại với công việc, với cuộc sống của mình, mà chỉ thấy cái người quét rác đó nở một nụ cười ấm áp, chan hòa, bình an, tự nhiên lòng mình dịu lại. Và mình cảm thấy cái sự hiện diện của người đó có một cái giá trị gì đó, một cái ý nghĩa gì đó rất tuyệt vời trong cuộc đời của mình, trong cái ngày hôm đó của mình, trong cái hiện thực mà mình đang trải nghiệm này. Và vì thế, qua những cái trải nghiệm của bản thân mình nhận ra rằng là khi mà mỗi lần mình đạt tới một cái đỉnh vinh quang nào đó, một cái thành quả nào đó, hay một cái nấc thang nào đó trong xã hội, hay trong cái sự phát triển của bản thân và sự tiến hóa của bản thân mình, nó vẫn không làm thay đổi cái cảm nhận của mình xem mình có giá trị hay không, và cái cảm nhận của mình xem mình đã đạt đến cái điểm mà mình muốn đạt tới hay chưa. Và rốt cuộc thì tất cả những thứ đó nó không làm cho mình cảm thấy mình có giá trị hơn. Khi mà mình vẫn cứ quằn quại, vật vã, căng thẳng, mệt mỏi, cau có, hờn dỗi đối với chính những người xung quanh mình, người thân của mình, chưa kể đến những người lạ, những người đi trên đường xa lạ mà mình cứ thái độ với họ, mình cảm thấy quằn quại, mình cảm thấy mình vẫn chưa được tôn trọng, chưa được yêu thương, chưa được ghi nhận, bởi vì trong đầu mình vẫn chưa cảm thấy cái con người này nó là cái mà mình muốn đạt tới. Khi mà mình vẫn quằn quại, day dứt, vẫn cứ hạch sách, khó chịu, hằn gắt với đời, bản thân mình không thích, không trân trọng cái giá trị đó. Nên là dù mình đạt đến vị trí nào trong xã hội, đạt được những thành quả nào trong xã hội, mình cũng vẫn không hài lòng với nó. Và chỉ khi mà mình cảm thấy rằng mình không còn quằn quại, vật vã, đấu tranh với bất cứ ai, chỉ đơn giản là an nhiên, hài hòa trong tổng thể, với một cái tâm thế bình an, dễ chịu, bao dung, thấu hiểu, từ bi, kết nối, chân thành với mọi người, thì lúc đó mình không còn băn khoăn về cái câu hỏi giá trị của mình là gì. Và có một cái sự trân trọng trong cái kết nối giữa mình với những người xung quanh và với chính bản thân mình. Trong đầu mình không còn những cái tiếng nói chê trách, chỉ trích, khó chịu, hằn gắt đối với chính mình hay đối với những người khác, mà có một cái sự trân trọng, thấu hiểu, từ bi và dễ chịu, nhẹ nhàng, vui vẻ, an yên giữa đời. Cái tâm thế đó, cái tâm thế của một hạt cát trong vũ trụ này, nó chỉ đơn giản là tồn tại một cách hài hòa, an nhiên giữa tổng thể, và lan tỏa một cái cảm nhận, một cái làn sóng, một cái tâm thế bình yên, rộng mở, dễ chịu, thay vì là những cái mâu thuẫn, hằn gắt, dỗi hờn, ganh đua, chỉ trích, ghen tị. Và vì thế mình đi đến một cái quyết định, đó là thay vì đuổi theo những cái giá trị ở bên ngoài,
những cái thành quả mà mình nghĩ rằng mình cần phải đạt được để chứng tỏ bản thân, để được ghi nhận. Mình theo đuổi sự an yên nội tại, cái tâm thế vững chãi, bình an và một cái sự thấu hiểu, từ bi, bao dung, trân trọng đối với chính bản thân mình và đối với những gì mà mình tương tác với, những con người xung quanh mình, từ những người thân nhất, gần nhất, những người mình thường xuyên gặp gỡ, giao tiếp, tiếp xúc hàng ngày, cho đến những người xa hơn một chút trong cái vòng tròn kết nối đó. Và xa hơn nữa, đó là những người xa lạ mà mình gặp mỗi ngày. Nếu như mình cảm thấy mình tương tác trong một cái tâm thế an nhiên, hài hòa, không có những cái mâu thuẫn quằn quại, không có những cái sự chỉ trích đánh giá tách biệt, họ là sai, họ là tồi tệ, họ là không nên như thế, mà mình coi mình là một cái người tài giỏi, đúng đắn hay là tốt đẹp, thì trong cái sự hài hòa với tổng thể đó, không tách biệt mình và không chỉ trích những người xung quanh, không kỳ vọng, không đánh giá, không chỉ trích, thì tự nhiên mình cảm nhận được đây là cái giá trị thực sự của mỗi con người. Và khi mà mình không còn băn khoăn về giá trị của bản thân mình thì tự nhiên những người xung quanh mình lại cảm thấy mình thật là giá trị. Bởi vì thực ra ai cũng rất là muốn được sống trong một cái môi trường đầy yêu thương, chan hòa và một cái sự tử tế, thấu hiểu, bao dung, tha thứ, từ bi, yêu thương lẫn nhau, đúng không? Khi mà chúng ta ở trong một cái môi trường mà cái người đồng nghiệp của mình này, hay cái người chồng, người vợ này, hay cái người cha mẹ của mình, chỉ đơn giản là họ rất là dễ chịu, hài hòa, bình an, rồi bao dung với mình, rồi lúc nào cũng nở một cái nụ cười hiền hậu, họ có một cái lòng thấu hiểu mà không có đánh giá, không chỉ trích, không kỳ vọng, không chê bai gì cả, thì mình cảm thấy cái sự có mặt của họ đã là một cái sự vô cùng giá trị rồi. Và mình cảm thấy cái sự hiện hữu của họ trong cuộc đời mình ấy, nó cực kỳ ý nghĩa. Bởi vì họ lan tỏa cái điều đó đến mình cảm nhận được. Mà vì thế ngược lại, nếu như mình là một cái người như vậy thì đó sẽ khiến cho người xung quanh mình cảm thấy đó là giá trị của mình. Và họ cảm thấy cái sự có mặt hiện hữu của mình có ý nghĩa và lan tỏa được cái ấm áp bình yên đó cho mọi người. Và như vậy thì đó chính là cái giá trị của mỗi con người. Mà bình thường chúng ta cứ vội vàng lao theo những cái mục tiêu và cố gắng để đấu tranh với đời, nên nhiều khi chúng ta hằn gắt, khó chịu với chính những người thân của mình và những người xung quanh mình. Mà khi chúng ta hằn gắt, khó chịu đấy, người ta cũng rất là khó chịu. Thành ra là cái sự có mặt của mình đôi khi còn làm cho họ mệt mỏi, bực bội, khó chịu hơn. Nên đương nhiên là kể cả mình thành công đến mấy, mình đứng ở vị trí cao đến mấy, mình nổi tiếng đến mấy, người ta cảm thấy nó không phải là cái giá trị mà người ta muốn thực sự nhận được khi mà tương tác với mình. Đó nên là mình thấy rằng cái giá trị thực sự của mỗi con người đó là cái sự an nhiên, hài hòa, bình tâm, yêu thương, thấu hiểu. Cái tâm thế đó chúng ta lan tỏa đến xung quanh. Và cái điều quan trọng nữa nhé, đó là mỗi chúng ta có cái điều đó, có sẵn cái điều đó. Bằng chứng là bây giờ nghĩ lại từ nhỏ đến lớn, có vô số lần chúng ta như vậy, vô số lần chúng ta rất là vui vẻ, hiền hòa, rất là thấu hiểu, rất là yêu thương, rất là bao dung, từ bi với một ai đó, một lúc nào đó. Có khi ngày mai chúng ta rất là cáu kỉnh, rất là khó chịu, nhưng có những lúc chúng ta đã như thế rồi, đã có một cái tâm thế như thế rồi chứ mà là chưa. Nên thực ra chúng ta không cần phải đi tìm ở đâu xa cả, nó ở trong mình. Chỉ có cái là mình cần phải nhận biết được để mà nuôi dưỡng nó và thanh lọc những cái thứ mà nó sẽ chỉ làm cho mình vừa mệt mỏi, khó chịu, căng thẳng, vừa làm cho những người xung quanh mình quằn quại, đau đớn, khó chịu, mệt mỏi vì mình. Đó nên là chúng ta đừng lo lắng rằng phải tu đến bao giờ, phải thay đổi mình đến bao giờ, phải luyện tập đến bao giờ thì mới đạt đến an yên. Mình có mà. Nhớ lại những cái lúc mà khi chúng ta còn rất bé, nhớ lại những cái thời điểm, những cái khoảnh khắc hạnh phúc vui tươi của mình bên gia đình, bạn bè, hoặc là của mình giữa thiên nhiên. Mình có những khoảnh khắc đó. Làm thế nào để có những khoảnh khắc đó? Thanh lọc những cái thứ mà làm mình khó chịu, làm cho mình bộc phát, đuổi theo những cái tham sân si nhỏ nhen ích kỷ của mình, thì tự nhiên mình chỉ còn lại những cái thứ bình yên dễ chịu, bởi vì nó sẵn có rồi. Đấy thôi.